Tối ngày 28 tháng 7, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an thành phố Thuận An khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng xông vào kiosk, sát hại một người phụ nữ làm nghề bán cá. Theo đó, khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, chị L, 36 tuổi, quê Hậu Giang, đang ở trong kiosk trên đường D1, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, thì có người đi xe máy tới trước. Sau đó, người đàn ông xuống xe đi bộ vào nói chuyện với chị L. Một lúc sau, người này bất ngờ dùng hung khí tấn công người phụ nữ, khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi nhanh chóng ra xe tẩu thoát. Nạn nhân được người dân phát hiện nên đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong.